Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 năm 2021, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc phát qua cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch bệnh. Được biết, từ khi thành phố Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đời sống của người dân gặp không ít khó khăn, nhất là đối với các hộ cận nghèo, người lao động tự do. Hội chữ thập đỏ thành phố đã dẫn động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ phát tặng hai đợt cho các hộ khó khăn ở 7 phường xã, được 900 phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn, đường, khẩu trang với tổng số tiền 270 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ còn hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021, được 220 suất cơm miễn phí.